Xin kính chào tất cả các bạn. Thì trong video này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mạch điện chúng ta khởi động cái động cơ không đồng bộ 3 pha rotor dây quấn khởi động qua 3 cấp điện trở phụ R1, R2 và R3. Thì cái mạch điện này nó hoạt động như thế nào? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Và khi xem video, kính mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính. Thì đây là một cái mạch điện chúng ta khởi động cái động cơ không đồng bộ 3 pha rotor dây quấn có cấp điện trở 3 cấp điện trở phụ là R1, R2 và R3. Bên này là cái mạch động lực, phía bên này là cái mạch điều khiển chúng ta. Thì về cái mạch động lực thì chúng ta có một cái MCCB để chúng ta bảo vệ ngắn mạch cho cái động cơ này. Bốn cái conductor KM là conductor chạy chính, conductor K1, conductor K2 và conductor K3. Đây là các cái điểm động lực của cái conductor K1, K2 và K3. Đây là cái relay nhiệt để chúng ta bảo vệ quá tải cho cái động cơ này. Về cái mạch điều khiển thì chúng ta có các cái thiết bị như sau. Thì chúng ta ở đây chúng ta có cái nút nhấn start, nút nhấn stop, ba cái timer T1, T2 và T3. Đây là ba cái timer on delay chúng ta. Thì cái mạch này nó hoạt động như sau, là khi ta nhấn nút start thì cái conductor KM này được cấp điện, và đồng thời là cái T1 này nó cũng cấp điện. Thì nó sẽ duy trì qua cái tiếp điểm duy trì KM này. Thì khi cái T1 này nó đếm hết cái thời gian cài đặt ở trong cái T1 này, thì các bạn thấy là cái tiếp điểm thường mở đóng chặn của cái T1 này nó sẽ đóng lại, nó sẽ cấp nguồn cho cái K1, conductor K1 và T2. Thì khi cái conductor K1 này được cấp điện thì nó sẽ loại bỏ cái điện trở phụ R1 ra khỏi cái mạch khởi động. Thì lúc này cái mạch điện chúng ta sẽ khởi động qua hai điện trở R2 và R3. Và cũng tương tự là khi cái T2 này đếm hết cái thời gian hoạt động trong cái T2 này, thì cái tiếp điểm thường mở đóng chậm của cái timer T2 này nó sẽ đóng lại, và nó sẽ cấp nguồn cho cái conductor K2, đồng thời nó cũng cấp nguồn cho cái timer T3. Thì khi nó được K2 được cấp nguồn thì các bạn thấy là cái tiếp điểm động lực của cái conductor K2 này nó sẽ đóng lại. Thì cái tiếp điểm động lực của conductor K2 này nó sẽ đóng lại, và nó sẽ loại bỏ cái điện trở R2 này ra khỏi cái mạch khởi động của chúng ta. Thì lúc này động cơ chúng ta nó sẽ khởi động qua cái cấp tốc độ là R3. Thì cũng tương tự là khi cái các bạn thấy là khi đếm hết cái thời gian cài đặt trong cái T3 này, thì cái tiếp điểm thường mở đóng chậm của cái timer T3 này nó sẽ đóng lại, thì nó sẽ cấp nguồn cho cái conductor K3. Đây, nó cấp nguồn cho conductor K3. Thì các bạn thấy là khi K3 được cấp nguồn á, thì cái đường điện nó sẽ duy trì từ cái đường điện nó sẽ đi theo hướng này. Nó sẽ về đây và nó sẽ duy trì cho cái conductor K3 này hoạt động trong cái thời gian là cái động cơ này nó chạy nó xong quá trình khởi động. Và đồng thời là cái tiếp điểm thường đóng của cái K3 này nè, nó sẽ mở ra và nó sẽ ngắt cái mạch duy trì cái nguồn cấp cho cái cụm timer này, cái cụm timer và cái conductor K2 và K1 này. Sau đó thì động cơ chúng ta nó sẽ chạy ở cái điện ốc của lưới điện. Thì bây giờ tôi sẽ mô phỏng để cho các bạn quan sát. Bây giờ tôi sẽ đóng cái nguồn, đóng cái CB cấp nguồn cho cái mạch động lực này. Thì khi ta nhấn nút start đấy, thì các bạn thấy là T1 này được cấp điện. Thì sau một thời gian cài đặt ở trong T1 này, thì cái tiếp điểm T1 này nó sẽ đóng lại, thì nó sẽ cấp nguồn cho cái conductor K1 này. Đấy, thì tiếp điểm này đóng lại thì nó có cấp nguồn điều khiển conductor K1 này đóng. Nó sẽ loại bỏ cái điện trở R1 ra khỏi cái mạch khởi động, và động cơ chúng ta nó sẽ khởi động ở R2 và R3. Thì cũng tương tự khi T2 hoạt động, thì hết thời gian của T2 thì cái conductor K2 này nó sẽ đóng lại, nó loại bỏ cái điện trở R2 ra khỏi cái mạch khởi động chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ còn cái khởi động qua R3, và sau một thời gian ở trong cái T3 này thì cái K3 nó cũng đóng lại, và nó sẽ loại bỏ cái điện trở R3 ra khỏi cái mạch khởi động của chúng ta. Thì lúc này khi cái mạch của chúng ta nó hoạt động thì gồm có cái conductor KM và cái conductor K3 này nó hoạt động. Các bạn thấy đây là conductor KM và conductor K3 của chúng ta nó hoạt động. Thì các bạn thấy là khi mà cái K3 này hoạt động thì cái tiếp điểm K3 này nó sẽ mở ra,
đây tiếp điểm hai cái điểm này nó mở ra thì nó sẽ cắt cái nguồn cấp cho cái mạch điều khiển của cái cụm T1, K1, T2, K2, T3. Đấy, nó cắt cái nguồn cung cấp cho cái ba các cái thiết bị này. Trường hợp khi chúng ta khi cái có sự cố quá tải thì cái relay nhiệt này nó sẽ tác động, thì các bạn thấy là khi relay nhiệt tác động thì cái động cơ của chúng ta nó cũng sẽ dừng hoạt động, và khi chúng ta muốn khắc phục sự cố xong thì chúng ta sẽ chúng ta reset cái relay nhiệt này và chúng ta cho cái mạch của chúng ta nó hoạt động trở lại bình thường. Đấy, và khi chúng ta muốn dừng động cơ thì chúng ta nhấn cái nút stop này thì động cơ của chúng ta nó cũng sẽ dừng hoạt động. Thì video này chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Còn nếu các bạn nào có chưa rõ về cái mạch điện này, có chỗ nào thắc mắc thì các bạn hãy để lại ý kiến bình luận của các bạn ở dưới phần mô tả, tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.